hệ thống phòng ngự, dù bất kỳ sơ đồ nào thì hậu vệ cánh cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nhất là khi lối chơi pressing lên ngôi. Khả năng dâng lên hỗ trợ tấn công của các hậu vệ cánh là chiếc chìa khóa mở ra công thức chiến thắng. Ấy thế nhưng ngày hôm nay chúng ta không tôn vinh những cầu thủ chơi ở vị trí đó, thậm chí còn là một video bóc phốt. Vâng, hãy cùng đến với những tình huống ác mộng của hậu vệ cánh khi họ phải đối mặt với những máy chạy chuyên gia cut inside vào trung lộ, ghi bàn gieo rắc nỗi đau các bạn nhé. Nguyên cả trường hoa Newcastle 3-0, hàng thủ trứ danh của Manchester City đã bị Alan Saint-Maximin hành cho đến muốn trầm cảm. Mặc dù không ghi bàn nhưng tiền vệ người Pháp vẫn làm khổ, làm sở tại Walker. Và chính là Maximin, tác giả của đường tạt bóng như đặc, giúp cho Miguel Amiron có bàn thắng gỡ hòa 1-0 cho chức chòe, sau khi họ bị Man City chọc thủng lưới sớm ngay phút thứ 5. Bạn đang nhìn ông lão 36 tuổi chơi bóng. Xin lỗi, nhưng đừng nhìn số tuổi mà định kính lão đắc thọ với Luka Modric nha. Bởi vì nhạc trưởng của Real Madrid vẫn đang cháy rực ở cái độ tuổi mà nhiều người đã có ý định treo giày. Gừng càng già thì càng cay, sút quả khó như vậy thì đỡ làm sao đây Modric. Đứng trước tình huống phản công mà phải đối diện với Vinicius đang ở trong thế thuận lợi như này, cách tốt nhất ngăn cản dành cho hậu vệ đối phương là gì ạ? Vâng, cách tối ưu nhất ở đây là đừng làm thêm gì nữa, dừng lại nghỉ ngơi thôi. Bởi vì một khi chiếc động cơ mang tên Vinicius được kích hoạt, hàng thủ đối phương khó tìm ra ai có đủ khả năng bắt kịp tài năng xuất chúng của Real Madrid lắm. Cho nên việc chọn phương án đứng yên nhìn Vinicius ghi bàn tuy không cứu được cho đội nhà một bàn thua, nhưng được cái là đỡ phải tốn sức vào những thứ bất khả thi, tinh thần cũng được hồi lại nhanh chóng anh bạn à. Khi đã quá quen với những bàn thắng siêu hạng của Robert Lewandowski, đừng quên rằng khả năng kiến tạo của tiền đạo Ba Lan cũng thuộc một đẳng cấp rất khác với cầu thủ bình thường. Kể cả là mới sang Barca, nhưng Lewan vẫn cứ sản xuất đều đặn ra những pha chuyền bóng không tưởng vậy đi, tạo điều kiện cho đồng đội dễ dàng lập công. Thật là một bản hợp đồng quá hơi Barcelona ha. Bớt giỡn lại đi, Harry Maguire của thời điểm ấy đã không còn vui tính như trước nữa rồi. À, nhưng mà đó chỉ là trong khoảnh khắc trung vệ người Anh lập siêu phẩm này thôi. Còn đâu cựu sao Leicester City vẫn là danh hài full time tại nhà hát của những giấc mơ nha. Nhìn vẻ oai hùng hiên ngang khi lập công kìa. Xin phép tạ ngài Maguire một lại. Cặp bài trùm Romelu Lukaku, Lautaro Martinez đã quay trở lại rồi đây. Serie A có cảm thấy ngộp thở chưa nào? Lukaku làm tường đánh đầu kiến tạo, Martinez lạnh lùng dứt điểm vào trong. Chỉ cần nhiêu đó thôi là cũng đủ khiến cho cổ động viên Inter Milan phải khoái khoái chảy nước miếng luôn rồi. Nghe bảo môi trường ngoại hạng Anh khắc nghiệt lắm, có thể khiến cho Erling Haaland choáng ngợp. À thế à, vậy thì tiền đạo người Na Uy đè luôn cái sự ngợp đó ha. Newcastle chỉ điều mỗi Joe Willock chăm sóc Haaland thôi sao? Thế đừng hỏi tại sao, ngôi sao sinh năm 2000 tẩm quất luôn Willock ngay trên sân nha. Giờ thì ai mới bị ngợp nào? Đoán xem ai sẽ hạnh phúc nhất khi chứng kiến màn nhảy múa siêu hạng này của Anthony nào? Thì còn ai nào ngoài mấy ông cổ động viên Manchester United nữa, chuẩn bị trải thảm đỏ đón bom tấn về Old Trafford thôi nào, MU mãi đỉnh. giờ vẫn đang trong chuỗi thắng, ra khỏi hàng gáy thật to thôi anh em ơi. Usman Dembélé đã không khiến các cổ động viên Barca phải thất vọng, thậm chí còn làm tăng thêm sự phấn khích. Ngôi sao người Pháp thể hiện sự khéo léo và tinh tế, đẩy bóng qua Alessandro, dẫn vào vòng cấm và tiếp tục tung ra cú dứt điểm trái phá. Sau đó, vốn là người hâm mộ đặc biệt của NBA, Dembélé đã ăn mừng bàn thắng mô phỏng ngôi sao bóng rổ Stephen Curry bằng cách thực hiện động tác đang ngủ. Đúng là chỉ cần chỉnh đốn lại thái độ cũng như là né những ca chấn thương không đáng có, Usman Dembélé hoàn toàn có thể trở thành gánh tim rất lực của Barcelona. Tạm gác lại những vụ lùm xùm không đáng có ra một bên thì bộ ba Messi, Neymar, Mbappe thực sự là nỗi kinh hoàng của mọi hàng thủ tại Ligue 1. Cả ba đều sở hữu khả năng săn bàn cùng với nhãn quan chiến thuật thượng thừa. Thế thì lại phải làm vua nước Pháp một thời gian dài nữa vậy PSG. Hãy quên đi sự cute phô mai que của Kanté cùng nụ cười tỏa nắng đi. Ở trên sân, tiền vệ người Pháp là một con quái vật thực thụ. Riêng về khoảng đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự thì không cần phải bàn đến rồi, Kanté bá đạo. Thế mà khi lên tham gia tấn công lại còn ghi bàn luôn thế này, đáng sợ vậy Angolo. Vừa rồi là những màn trình diễn siêu hạng của các ngôi sao bóng đá bên hành lang cánh, khiến cho đối thủ phải sống trong ác mộng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào!